Vâng, những ngày hai vợ chồng đi thăm vườn hoa và cũng tiện thể quay cho các bạn ẩm thực đường phố Hàn Quốc. Đây là mực nướng trên đá nhé, rất là ngon luôn đấy, rất là thơm. Bên cạnh đây là cái bánh gọi là bánh oteng. Oteng gọi là 5 đồng nhưng bây giờ nó là 7 vét, 700. Bên cạnh là con nhộng nhé, em gái rất xinh. Em gái rất xinh đang bán hàng. Vâng. Rất nhiều người ăn luôn các bạn ạ. Rất nhiều cái. Ngon đấy. Gà nướng nhá, gà nướng xiên nha các bạn. Gà nướng xương, lợn nướng xiên. Rất nhiều cái xinh. Ơi. Rất nhiều cái xinh luôn. Nước uống này. Bán này. Rất nhiều người. Tiếp đây hai vợ chồng sẽ đến dưới phía dưới chân của cái tòa tháp vừa rồi. Vâng. Các bạn có thể thấy là nó quá đông luôn các bạn ạ. Mình chưa bao giờ mình thấy nó đông đến mức độ như thế này. Phía trước này là một khu ẩm thực nữa. Rất nhiều khu ẩm thực ở đây luôn, là phục vụ du khách đến đây xem bắn pháo hoa. Nước này. Không. Cũng như cái món như vừa rồi. Mực nướng. Cá chỉ vàng nhưng mà họ chỉ ăn thịt thôi. Không nướng cả con như mình. Thái Lan. Xin nhau các bạn. Xem có em nào xinh xinh mình quay trộm nhá. Để xem gái Hàn xinh với mức độ như thế nào. Mình sẽ quay trộm một em nào đấy. Vâng, đây là các bạn thấy đây là cái cảnh tượng xếp hàng để vào nhà vệ sinh. Mà áo mưa vào cảnh tượng xếp hàng để vào nhà vệ sinh còn dài hơn cả xếp hàng vào tàu điện ngầm. Nếu mà để đến lượt mà đi vệ sinh là phải đến cách tầm khoảng 30-40 người. Đây là mình đang đi trên bãi cỏ nhá các bạn nhá. Bãi cỏ nhá, tối quá không nhìn rõ. Wow. Nhạc quá chát luôn. Đi gì các bạn nhá. Các bạn trẻ ở Hàn Quốc là rất là sung sướng luôn. Xem các em nào xinh xinh để quay trộm nào. Trời mắt quá. Mẹo.
Ờ, thôi thôi thôi, đứng lại anh quay đây này. Các bạn để mình quay một em rất là xinh ở chỗ này nhá. Đấy một lúc thì có thể là đi ra ngoài sẽ không thấy người, nghe thấy mùi gì luôn, nhạc quá to. Vừa rồi là có một anh da đen anh ấy nhảy một đoạn ngẫu hứng làm mấy em Hàn tưng bừng cả. Úi giời, đôi này còn đang sập tình ở đây nữa. Đây vừa rồi mình đi trên cái bãi cỏ xanh ngắt như thế này, các bạn có thể thấy rất sạch sẽ luôn, không có một tí đất nào luôn các bạn ạ, rất là sạch. Đâu xem của em Hàn là xinh xinh là quay cho quý vị xem nào. Giả dụ như đi đây, wow, lượng người đến đây hôm nay là quá đông các bạn. Đến của mình là dưới chân tòa nhà Han Hoa nhá. Bạn mình đang đợi ở đây. Đang mới đến cái chân cầu thôi. Đấy chân cầu đấy. Hả? Trước nãy là đèn vàng đâu rồi? Chưa nhìn thấy. Bây giờ mới đang ở dưới gầm cầu không nhìn thấy. Đấy. Lên đỉnh cầu á? Trên cầu hay là ở lên trên mặt cầu hay là lên trên cầu á? Hả? Đây đang ở tòa nhà 63 tầng đang trước tòa nhà ở đây.